Cuộc tấn công vào Ukraine của Nga được đánh giá là bước ngoặt với làng tình báo thế giới. Như tuần trước khi xung đột bắt đầu, Washington đã công khai một loạt các phát hiện đáng chú ý, từ việc chuyển quân của Nga đến chuyển vũ khí và các cuộc tấn công dàn dựng. Đây là một chiến lược mới, các cơ quan phản gián quen với việc che giấu thông tin bằng cách công bố sự thật đang diễn ra. Hoa Kỳ có thể tập hợp đồng minh và nhanh chóng phối hợp, đưa ra các biện pháp trừng phạt thông tin tình báo được mỹ tiết lộ khiến nga bối rối tự hỏi cơ quan nào trong chính phủ đang bị xâm nhập tuy nhiên các tiết lộ trên chỉ là sự khởi đầu cuộc chiến đã mở ra một kỷ nguyên mới về chia sẻ thông tin tình báo giữa ukraine hoa kỳ đồng minh và đối tác giúp chống lại các chiến dịch của nga bảo vệ các hệ thống kỹ thuật số khỏi bị mạng tấn công và hỗ trợ quân đội ukraine trên chiến trường một thực tế mới đã xuất hiện Tin báo hiện nay không chỉ là công việc dành cho các cơ quan chính phủ. Thu Huyền chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tiêu điểm Thế giới tuần này. Sau đây là những thông tin chi tiết. Trong năm qua, các cá nhân và nhóm tư nhân theo dõi những gì diễn ra ở Ukraine bằng cách thức chưa từng có trước đây. Các nhà báo sử dụng hình ảnh từ vệ tinh thương mại, các cựu quan chức chính phủ và quân đội theo dõi sự kiện hàng ngày. Đưa ra phân tích về cuộc chiến, sau đó post lên Twitter. Một nhóm sinh viên đại học Stanford được hỗ trợ bởi cựu quân nhân Hoa Kỳ và chuyên gia phân tích hình ảnh mã nguồn ở Alison Pushini đã cung cấp cho Liên Hợp Quốc dữ liệu về nhiều sự kiện ở Ukraine thông qua hình ảnh quan học lấy từ vệ tinh thương mại và công cụ định vị địa lý. Tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, các chuyên gia thậm chí còn lập một bản đồ tác chiến toàn cảnh dựa trên thông tin tình báo không phân loại và hoàn toàn mở. Công nghệ là trung tâm của sự thay đổi. Internet, truyền thông xã hội, vệ tinh, tool phân tích tự động cùng nhiều đột phá khác cho phép dân thường cũng có thể thu thập, phân tích và phổ biến các thông tin tình báo công nghệ mới làm sáng tỏ nhiều hoạt động quân sự của Nga và Ukraine. Nhưng đối với 18 cơ quan của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ, công nghệ mới cũng tạo ra nhiều mối đe dọa. Người bình thường có thể sở hữu những thông tin tình báo nên các tổ chức bên ngoài Hoa Kỳ, thậm chí thù địch hoặc quốc gia không thân thiện cũng có thể nắm bắt. Xu thế này đã diễn ra trong nhiều năm, giới lãnh đạo tình báo toàn cầu đang nỗ lực để thích nghi. Mỹ cũng chấp nhận những thay đổi toàn diện trên để hiểu và tận dụng các công nghệ mới tốt hơn. Theo các chuyên gia, Mỹ nên nghiêm túc trong việc tạo ra một cơ quan mới chuyên về tình báo mã nguồn mở. Nếu không, cộng đồng tình báo Hoa Kỳ sẽ tụt lại phía sau, khiến người Mỹ dễ bị tổn thương hơn trước với những bất ngờ có thể phát sinh. Khi cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA được thành lập vào năm 1947, thế giới đang ở một thời khắc bấp bênh. Phe đồng minh thắng trong Thế chiến thứ hai, nhưng quân đội Liên Xô là lực lượng lớn nhất ở châu Âu, khiến các nước phía Tây e sợ. Châu Âu chia làm hai, Đông và Tây. Thế giới cũng chia làm hai, dân chủ và những quốc gia theo mô hình Liên Xô. Trong bối cảnh bất ổn và lo lắng ngày càng tăng, Hoa Kỳ được kêu gọi lãnh đạo một trực tự toàn cầu mới, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ nhận ra rằng họ cần những khả năng mới cho vai trò này, bao gồm các tin tình báo tốt hơn. Họ nghĩ rằng việc tập trung thông tin tình báo vào một cơ quan mới sẽ mang lại những hiểu biết kịp thời về tương lai để ngăn chặn một trận trân châu cảng khác và thắng trong chiến tranh lạnh. Theo nhiều cách nhìn, tình thế hiện tại giống với những năm đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Các cường quốc dùng sức mạnh nhằm đạt được điều mình muốn. Cuộc chiến của Nga ở Ukraine một lần nữa khiến cả Đông Âu lo sợ và cả Tây Âu rơi vào trạng thái hoang mang, nhất là về kinh tế. Song song đó, Hoa Kỳ cùng đồng minh đang có cuộc cạnh tranh lớn hơn với Trung Quốc, đất nước tỷ dân đang trỗi dậy và ngày càng cứng rắn với láng giềng. Chủ tịch Tập Cận Bình từng phát biểu, hệ tư tưởng lợi ích cốt lõi và sự trung thành quan trọng hơn tự do hóa nền kinh tế. Điều này báo trước về một Trung Quốc không lùi bước trước các sức ép bên ngoài, muốn họ cải cách theo hướng cởi mở hơn và ôn hòa hơn. Nhờ đổi mới, công nghệ thách thức ngày nay khác rất nhiều so với chiến tranh lạnh. Công nghệ biến đổi mọi hoạt động trên hành tinh theo cách chưa từng có. Các phát minh đang làm cho thế giới kết nối hơn và thay đổi cả yếu tố địa chính trị. Càng ngày, công nghệ và dữ liệu mới càng trở thành nguồn sức mạnh chính của mọi quốc gia. Chúng vô hình, khó nhìn, khó hiểu, thường được tạo ra và kiểm soát bởi các công ty, chứ không phải chính phủ. Mỹ và Trung Quốc khác nhau ở chỗ này. Chính phủ Trung Quốc kiểm soát tất cả, trong khi chính phủ Mỹ thì không. Như tập đoàn lớn của Mỹ thậm chí còn đi ngược các chính sách của chính phủ. Đối với CIA và những cơ quan tình báo khác, hiểu được nguy cơ trong thế kỷ 21 khó khăn hơn nhiều so với thế kỷ 20. Giữa những năm 90, chưa đến 1% dân số toàn cầu có Internet, bây giờ là 60% kết nối xuất hiện ở mọi nơi, từ vùng xa xôi của Bắc Cực đến những chiếc leo của người du mục trong sa mạc. Ba năm qua, thế giới có thêm hơn 1 tỷ người sử dụng Internet. Sự kết nối này làm thay đổi nền chính trị toàn cầu, theo hướng tốt hơn và cả tệ hơn. Truyền thông xã hội đã thúc đẩy các cuộc biểu tình chống lại những chế độ không được lòng dân, chẳng hạn mùa xuân Ả Rập hay phong trào dù vàng ở Hồng Kông. Nó cũng tạo ra làn sóng giám sát người dân bằng phương tiện số. Trung Quốc là nơi đi đầu, các quốc gia cũng có thể gây ảnh hưởng đến những cuộc bầu cử ở nước khác, bằng cách tung ra thông tin sai lạc, làm suy yếu mô hình dân chủ từ bên trong. Kết nối không phải là công nghệ duy nhất đang thay đổi trực tự thế giới. Trí tuệ nhân tạo AI có mặt trong mọi ngành công nghiệp, từ y học cho đến vận tải. Tới mức một chuyên gia ước tính, AI có thể loại bỏ 40% việc làm trên toàn cầu trong 25 năm tới. Nó cũng thay đổi cách chiến tranh diễn ra từ đồng hóa mọi thứ từ hậu cần, tấn công đến phòng thủ. Nó tạo điều kiện cho các quốc gia chế tạo máy bay không người lái, có thể áp đảo hệ thống phòng thủ của đối phương. Với số lượng nhiều hơn, cơ động hơn và nhanh hơn, do đó ít có người ngạc nhiên khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bất kỳ ai dẫn đầu trong việc phát triển AI sẽ trở thành người thống trị thế giới. Trung Quốc không che giấu kế hoạch trở thành người dẫn đầu AI toàn cầu vào năm 2030. Công nghệ đang giúp cả các quốc gia yếu kém và nhóm khủng bố phát hiện các sự kiện diễn ra trên trái đất từ không gian đang trở nên dễ dàng hơn. Khả năng sử dụng vệ tinh thương mại đã không còn khó. Cung cấp con mắt trên bầu trời cho bất kỳ ai. Số lượng phóng vệ tinh trên toàn cầu tăng hơn gấp đôi từ năm 2016 đến năm 2018. Hiện nay, hơn 5.000 vệ tinh đang quay quanh trái đất. Một số vệ tinh chỉ như chiếc bánh mì. Nhiều vệ tinh thương mại hiện có độ phân giải sắc nét đến mức chúng xác định được nắp hô ga, biển báo và tình trạng đường xá. Chúng có thể hoạt động vào ban đêm hoặc khi trời nhiều mây, các vệ tinh quay lại cùng một vị trí nhiều lần trong ngày. Để phát hiện những thay đổi trong thời gian ngắn, tất cả đang dừng sang bằng sân chơi về công nghệ và không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tốt. Ví dụ, năm 2020, Iran sử dụng hình ảnh vệ tinh thương mại để theo dõi lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq. Trước khi tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa khiến hơn 100 người bị thương. Những tiến bộ về công nghệ khác bao gồm điện toán lượng tử có thể giải mã gần như tất cả dữ liệu trên thế giới, khiến những thông tin được phân loại cao cũng không còn an toàn. Công nghệ sinh học cho phép các chuyên gia nghiên cứu nhiều sinh vật, mở đường cho những cải tiến mang tính cách mạng trong sản xuất thực phẩm, thuốc men, lưu trữ dữ liệu và vũ khí. Hiểu sự nguy hiểm của công nghệ mới là một nhiệm vụ tình báo thiết yếu. Có ý kiến cho rằng, chính phủ Hoa Kỳ cần biết ai sẵn sàng vượt lên trong cuộc đua công nghệ và tác động có thể xảy ra. Họ phải đánh giá các cuộc chiến trong tương lai sẽ diễn ra và cách giành chiến thắng như thế nào. Họ cũng cần tìm những cách thức mà công nghệ mới giúp giải quyết bài toán toàn cầu, như chống biến đổi khí hậu và ngăn trái đất nóng lên. Một nhiệm vụ quan trọng khác cần xác định cách các đối thủ sử dụng dữ liệu và công nghệ để trốn lệnh trừng phạt, phát triển vũ khí hoặc ăn cấp thông tin. Ngày nay nhiều câu hỏi khó giải đáp hơn vì bối cảnh đã thay đổi, khiến cấp phát minh trở nên khó theo dõi. Trong quá khứ, những đột phá về công nghệ như là internet hay là GPS được phát minh bởi cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, sau đó được thương mại hóa bởi khu vực tư nhân. Hầu hết công nghệ quan trọng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia đều không ứng dụng rộng rãi trong thương mại, vì vậy chúng có thể được phân loại ngay từ đầu và nếu cần sẽ bị hạn chế. Giờ đây, kịch bản đã khác, đổi mới công nghệ đi theo hướng công dụng kép, tức cả thương mại và quân sự. Nhiều phát minh diễn ra trong khu vực tư nhân, nơi chúng được tài trợ hoặc hỗ trợ từ nhà đầu tư nước ngoài. Khu vực tư nhân thậm chí tiếp cận rộng rãi hơn và ít bị hạn chế. Ví dụ, trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến đến mức, học sinh trung học cũng có thể tạo ra các video về bài giảng rất thú vị. Video này có thể bắt chước hình ảnh và giọng nói của bất kỳ ai, Tháng 3 năm 2022 xuất hiện một đoạn video giả về việc tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu các binh sĩ hạ vũ khí. Gần đây xuất hiện video mạo danh ông Michael McFaul, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại nga, sử dụng để lừa các quan chức Ukraine tiết lộ thông tin về chiến tranh. McFaul giả trở nên phổ biến đến mức McFaul thật phải lên Twitter cảnh báo yêu cầu mọi người không bị gạt bởi vũ khí chiến tranh mới. Thay đổi trong bối cảnh mới đang mang đến khu vực tư nhân quyền lực mới, lãnh đạo các công ty công nghệ đang có thêm trách nhiệm ngày càng lớn mà trước đây họ không có, nhất là liên quan đến an ninh quốc gia. Các cơ quan tình báo xử lý những bí mật nhưng họ không kinh doanh bí mật, mục đích chính là cung cấp góc nhìn chi tiết cho các nhà hoạch định chính sách để đưa ra dự đoán nhanh hơn và tốt hơn cho đối thủ nhưng bí mật chỉ là một phần, hầu hết trong một báo cáo tình báo. Có thông tin rõ ràng, thông tin không phân loại, thông tin thô và cả thông tin mơ hồ. Bộ phận phân tích phải biến những mảnh vụn này thành đánh giá cụ thể bằng góc nhìn sâu sắc và suy xét nhiều bối cảnh. Một số trường hợp chúng là vô giá khi tình báo Mỹ nhận định Nga sắp tấn công Ukraine, Washington có thời gian để trang bị vũ khí tới Ukraine và thống nhất phương Tây về phản ứng chung. Các cơ quan tình báo sẽ gặp khó khăn hơn trong việc lập lại thành công này vì mối đe dọa toàn cầu chưa bao giờ nhiều và phức tạp như hiện nay. Các mối đe dọa cũng biến chuyển nhanh hơn. Giờ đây, các sĩ quan tình báo cũng khó thực hiện công việc hơn. Sau khi dành nửa thế kỷ tập trung vào Liên Xô và hai thập kỷ chiến đấu với các nhóm khủng bố, ngay đây tình báo Mỹ phải đối mặt với vô số nguy hiểm. Ví dụ, các mối đe dọa xuyên quốc gia như đại dịch, biến đổi khí hậu, đe dọa từ Trung Quốc, chủ nghĩa khủng bố và các quốc gia như Triều Tiên hay Iran bên cạnh đó là nhiều cuộc tấn công mạng nhằm đánh cắp thông tin theo dõi phá hủy và đánh lừa dư luận với quy mô đáng kinh ngạc công nghệ làm cho danh sách các mối đe dọa nhiều hơn và phức tạp hơn trong nhiều thế kỷ thì các quốc gia bảo vệ mình bằng cách xây dựng quân đội hùng mạnh và tận dụng lợi thế về địa lý nhưng trong không gian mạng bất kỳ ai cũng có thể tấn công từ bất kỳ đâu mà không cần vượt qua các tuyến phòng thủ trên không trên bộ và trên biển Thực tế các quốc gia hùng mạnh nhất hiện nay thường dễ bị tổn thương vì sức mạnh của họ nằm ở các hệ thống dân sự như kinh doanh, giáo dục, lưới điện, chăm sóc sức khỏe và quân sự. Các quốc gia này có thể bị tấn công bằng việc vô hiệu hóa cơ sở hạ tầng quan trọng. Chúng cũng có thể là đối tượng của các vụ tấn công nhỏ lập đi lặp lại, gây ra thiệt hại nghiêm trọng trước khi lực lượng an ninh kịp nhận ra. Ví dụ Trung Quốc dành các lợi thế công nghệ trong nhiều ngày từ máy bay chiến đấu đến dược phẩm bằng cách lấy dữ liệu từ các vụ tấn công mạng lập đi lặp lại này. Giám đốc FBI Christopher Gray gọi đây là một trong những vụ chuyển giao tài sản trí tuệ lớn nhất trong lịch sử loài người, là mối đe dọa lớn nhất đối với kinh tế và an ninh của nước Mỹ. Theo giới tình báo Mỹ, Nga cũng tấn công mạng, nhưng ở quy mô nhỏ, như tìm thông tin về hoạt động quân sự của NATO ở Đông Âu. Ngày nay, Trung Quốc khiến người Mỹ lo ngại trên diện rộng, Công ty Trung Quốc Biden ở TikTok, ứng dụng mạng xã hội phổ biến với hơn 1 tỷ người dùng, bao gồm khoảng 135 triệu người Mỹ, tương đương 40% dân số. Cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều lo lắng TikTok có thể cho phép chính phủ Trung Quốc thu thập dữ liệu về người Mỹ và khởi động các chiến dịch gây ảnh hưởng, dưới danh nghĩa mang đến người dùng Hoa Kỳ những gì họ cần. Trong thế giới thông tin ngày nay, vũ khí không chỉ là súng đạn. Theo các chuyên gia, vì tấn công mạng có thể xảy ra nhanh, nên cơ quan tình báo Hoa Kỳ cũng cần phản ứng với tốc độ mới. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, Tổng thống John Kennedy có 13 ngày để nghiên cứu thông tin tình báo và cân nhắc các lựa chọn sau khi nhiều bức ảnh từ máy bay do thám U-2 tiết lộ chương trình vũ khí hạt nhân của Liên Xô ở Cuba. Ngày 11 tháng 9 năm 2001, Tổng thống George W. Bush có 13 giờ sau vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới để xem xét thông tin tình báo và phản hồi, ngày nay thời gian để các lãnh đạo xem xét thông tin tình báo trước khi phản ứng chỉ còn tính bằng phút hoặc giây. Bất lợi ở chỗ đưa ra phản ứng nhanh cũng mang đến rủi ro, cần có thời gian để kiểm tra độ tin cậy của nguồn, khai thác kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực đó và xem xét các biển cảnh thay thế. Nếu không phân tích thông tin cẩn thận, các lãnh đạo có thể đưa ra quyết định nguy hiểm. Hậu quả tiêm tan được chứng minh vào tháng 12 năm 2016. Một bản tin nói Bộ trưởng Quốc phòng Israel đe dọa tấn công hạt nhân Pakistan. Nếu Islamabad triển khai quân ở Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan ông Khawaja Muhammad Asif nhanh chóng viết lên Twitter. Israel chắc chắn sẽ hứng trả đũa. Israel đang quên Pakistan cũng là một quốc gia hạt nhân. Tuy nhiên, nội dung bản tin bị bị đặt. Ông Asif đã bỏ qua sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi phản ứng. Đánh giá thông tin tình báo một cách cẩn thận luôn là một sự cân bằng mong manh, sự cân bằng đó ngày càng khó đạt được. Theo các chuyên gia, cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay, cộng với những tiến bộ không ngừng về công nghệ, đang khiến cuộc chiến tình báo trên toàn cầu thay đổi mạnh mẽ. Điều này vừa có lợi, nhưng cũng đặt ra những thách thức trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên thế giới, nhất là khả năng dự đoán và ngăn ngừa các cuộc chiến khi nó chưa xảy ra và chương trình tiêu điểm thế giới tuần này đến đây cũng đã khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn thu hiền xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại